Xin chào các anh chị, thì trên tay mình đó là cái bộ phụ kiện bánh xe cửa lụa cho bánh xe cửa lụa giả móc treo. Thì cái bộ phụ kiện này bao gồm một cánh cửa, bao gồm sẽ có là hai cái bánh xe như thế này để treo cánh cửa ra, các cánh cửa đi để treo lên. Song song với đó là các chi tiết đi kèm như là bộ thanh ray để lụa. Bộ thanh ray này rất là dài, thì thanh ray này có độ dày của thép khá là dày, khoảng 30mm. Thì để treo lên tường, treo lên các vị trí cánh cửa, chúng ta sẽ có cái này sẽ móc lên cánh cửa chúng ta. Đây, sẽ móc lên cái vị trí ấy. Đi thêm kèm đó là các cái ống này. Ống này dùng để bắt cái thanh treo để có khoảng hở so với tường. Cái thanh treo này sẽ được treo lên là có các khoảng hở. Chúng ta treo lên tường phải có khoảng hở như thế này, đảm bảo cái bánh xe cửa lụa chúng ta trượt một cách ổn định và không đụng vào tường. Chúng ta sẽ treo các cái cánh cửa lên trên. Thì đi kèm ngoài hai cái này thì sẽ có bộ kiện đó là các sản phẩm bu lông để bắt xiết, đặc biệt là xiết các chi tiết trên tường treo. Và phía dưới thì sẽ có thành phần bát sắt vuông. Bát sắt này có tác dụng là cánh cửa chúng ta sẽ cố định, sẽ được cái xẻ rãnh và không có bị lắc như thế này, đặt dưới nền. Cái sản phẩm bát vuông này được gia công rất là đẹp, đường nét hàng rất là thẳng, nó thấy cái đường nét hàng rất là đẹp, thẳng và vẫy cá, đảm bảo cái mỹ thuật khi chúng ta lắp đặt trên cái cửa chúng ta, đảm bảo là công trình chúng ta sẽ chất lượng và cũng như độ bền cao nhất. Để chúng ta chú ý thêm là trên cái cánh cửa, đây là cái bát sắt này có thể là dùng để móc treo. Cái này thì thông tin cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc các đại lý để nắm rõ thêm thông tin gia công sản phẩm này theo cầu các anh chị, cũng như là nếu mà anh chị có nhu cầu các kích thước khác, cũng như yêu cầu các kiểu dáng kích thước nhỏ dành cho các cánh cửa tủ nhỏ, thì anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp Vina Hardware để được gia công theo cầu các anh chị.